Ok, chuẩn bị hình in game các bạn ơi. Cờ quạt thôi, hôm nay chúng ta cờ quạt thôi. Tầm này rồi thì chúng ta chỉ có cờ quạt thôi chứ chúng ta còn chơi gì nữa. Không có chơi đùa gì nữa cả. Tập trung vào chuyên môn. Một là gác cổng thì gác cho nó chuyên nghiệp. Hai là lung linh là lên luôn. Chứ còn cái tầm này không có lông cơm nữa. Lông cơm hơi nhiều rồi. Ơ, anh Mạnh có tái hợp với cả Izu không á? À, cái việc tái hợp với Izu là điều quá là bình thường luôn. Tầm này Gam mời mình thì mình nghĩ rằng là cũng phải đưa ra mức giá hợp lý thì chắc mình mới về. Nói thật chân tình câu, tầm này Gam đưa ra cái giá nó phải thực sự hợp lý thì may ra mình mới về Gam được. Mình nghĩ là mức lương của mình bây giờ Gam nên trả tầm khoảng 10.000 đô chẳng hạn. Đấy, 10.000 đô là chắc là mình về. Đấy. Tính mình là không thích làm hoàng, dễ tính, Mạnh dễ tính. 10.000 đô là Mạnh về rồi, dễ thế còn gì nữa. Chỉ 10.000 đô có ngay chữ ký của Mạnh. Trời đô. Mà là 10.000 đô một tháng nha. Lương lậu là phải đàng hoàng, không được lông côm.